Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì như mọi người biết là đây sẽ là một video vô cùng đặc biệt, bởi vì là có sự xuất hiện của Bon, một người đã từng xuất hiện một vài lần trong kênh YouTube của Linh. Và hôm nay thì Bon có mặt ở đây với một cái lý do vô cùng đặc biệt. Thì Bon cùng chia sẻ với mọi người đi. Hello các bạn, mình là Bon. Hôm nay mình tìm đến với thầy Linh bởi vì mình vừa mới đi cắt tóc về. Tuy nhiên thì cái kiểu tóc là mình không hề ưng ý một chút nào cả. Vô cùng là lởm chởm và không theo một cái kiểu gì mọi người ạ. Mình có chia sẻ với thầy Linh xem có cách nào để cứu vãn cái kiểu tóc này của mình hay không. Đồng thời là bởi vì mình mới hết sắp cốt tóc mà bây giờ không có sắp cốt tóc thì tóc rất là gớm đúng không? Thì cái sau khi mà Bon chia sẻ với cả Linh ấy thì cũng rất là tình cờ, là bởi vì Linh lại vừa mới nhận được 3 sản phẩm trong sản phẩm của X-Men sáp hút tóc có trong cái dòng là Salon Solution. Thì X-Men lần này cho ra mắt với 3 sản phẩm mà Linh thấy là trong bao bì trông rất là xịn sò nam tính, và nó có 3 dòng, đó là dòng Hard Wax, dòng Clay Wax và cuối cùng là dòng Homemade. Thì hôm nay thì với cái gọi là sự cầu cứu đến từ Bon và từ sự chia sẻ của mọi người là tóc của Linh đợt này nó cũng bắt đầu mọc dài ra rồi, và Linh cũng muốn là bắt đầu sử dụng lại các cái sản phẩm tạo kiểu tóc, bởi vì đi làm mà tóc tai gớm quá thì cũng không được đó. Thế nên là hôm nay Linh và Bon sẽ cùng nhau unbox và chia sẻ với mọi người, cũng như là sẽ có một cái thử thách, đó là mình thử bịt mắt vuốt tóc, mình nhắm mắt vuốt tóc nha. Okay. Rồi thì trên tay của anh hiện tại là có cái dòng Hard Wax và cái dòng Clay Wax này. Thì hai sản phẩm này thì đều có khả năng giữ nếp và ý là tạo kiểu tóc khá là cứng cáp và như là sẽ phù hợp với tóc của anh em mình đó. Và có một cái dòng Hard Wax này thì nó có tạo độ phồng nhiều hơn, còn cái dòng Clay Wax này thì lại có khả năng kiềm dầu, rất là phù hợp với bạn nào tóc tóc dầu và kiểu muốn tạo những kiểu đầu mà giống như của em bây giờ, tức là tóc ngắn mà mình muốn tạo những kiểu đầu mà kiểu một hình hình đó, cao cao đó. Còn anh tóc anh thì sẽ phù hợp với cái dòng này, bởi vì là anh đang có ý định là nuôi tóc dài ra để làm undercut. Thế nên là những cái tóc mà mỏng một chút xíu thì sẽ phù hợp với cả cái dòng Hard Wax này. Ok, vậy thì anh em mình cùng thử unbox và thử về mùi hương cũng như là cái chất wax để xem là nó như thế nào nhá. À, bây giờ thì mình sẽ unbox cái lọ Hard Wax này trước nha. Đầu tiên thì nó đến bao bì trước đi. Thì trên tay của Linh thì nó làm bằng nhựa mà kiểu nhựa lì á, nên trông khá là chắc tay và cái cảm giác nó rất là đàn ông, rất nam tính. Và thiết kế thì trông cũng rất là trẻ trung này. Của anh thì là màu đen với màu xanh rất trời. Còn của em là màu đỏ, trắng và nó hơi kiểu đỏ cam đúng không? Và sản phẩm này thì có chữ 8 giờ ở đây, tức là có khả năng giữ được tạo kiểu và giữ nếp tóc lên 8 tiếng. Của anh thì nó ghi rõ là giữ nếp đến 8 tiếng và độ phồng tóc là ở dạng vừa. Còn của em thì sao? Của em cũng là siêu giữ nếp đến 8 tiếng và kiểm khả năng kiềm dầu. Cũng là dạng vừa. Ok. Để anh mở của anh nha. Của anh thì cái để anh lấy thử một chút xíu cho mọi người coi này. Cái chất của anh thì nó rất là đặc, cứng và mùi hương của nó gọi là mùi tự nhiên nhưng mà khá là nam tính. Còn của em, cái chất wax của em thì sao? Chưa cao anh nữa. Anh lấy thử một xíu. Mới đầu tưởng là cứng nhưng mà vuốt một cái là nó ra hết luôn này. Nó nghe xem nó mềm hơn không? Mềm không, cái này thì lại nó cứng hơn cái chất của anh một chút xíu. Đó, anh cảm giác như vậy. Rồi để anh để riêng ra đây. Thì khi mọi người vuốt tóc ấy, mọi người thường lấy ra đầu ngón tay này, mọi người xoa tay này đúng không? Ghê á. Vậy anh còn người nào? Cái mùi của nó khá là giống nhau, nó đều là cái mùi kiểu mùi của X-Men. Mọi người biết là mùi X-Men rất là thơm, rất là nam tính quyến rũ đúng không? Thì cái mùi này nó cũng như vậy nhưng mà nó không quá là nồng. Đúng rồi. Đúng không? Nồng. Nó tự nhiên hơn đúng không? Nó cũng rồi. Giống các loại shampoo tóc khác mùi. Bon thì cũng sử dụng cũng khá là nhiều shampoo tóc rồi đúng không? Trước giờ anh thì anh chủ yếu là sử dụng cái shampoo tóc mà nó thật là tự nhiên nhất và nó tạo phong tóc cho anh thôi. Thì như mọi thấy là tóc của Linh và Bon, bây giờ mình cùng zoom vào Bon để xem là Bon đã kiểu như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ dùng một chút này thôi nha. Rất là dễ đan đúng không? Nó không có bị bám tay. Tóc của Bon thì dày hơn và khó chịu hơn một chút xíu so với tóc của Linh, chính vì vậy mà thường thường là em vuốt này nó sẽ rất là khó xuống nha, sẽ chồng lên nha, nhưng mà bạn sát này thì thấy khác hoàn toàn nha. Clay wax một cái là vuốt một cái là thấy thế và nếp luôn đúng không? Đúng rồi, nó không bị lầm sợ, nó một sợi này là phải đây rồi. Nó còn nếp luôn là bình thường, thì em mà cứ đội xong rồi em mới không hiểu mà tóc nó tùm lum luôn đúng không? Đúng rồi, cái này thì bị lệch một sợi đó, không biết bạn là bạn nào cắt tóc cho em mà lại bị lệch một sợi đó. Thường là vuốt cái này là em phải dùng lực ép nó xuống rất là mạnh. Tuy nhiên thì bạn này chỉ cần dùng tay nha, vuốt một cái sửa xuống luôn này. Thì anh nghĩ là với cái kiểu tóc này bây giờ đã lựa cắt như thế cái phong này rồi thì em đang vuốt theo cái kiểu là hơi rất là hợp lý hơn để em để mua về thằng trước đúng không?
Rồi, mọi người thấy ở cự ly gần thì cái độ tơi của tóc tương đối là tốt này. Và tóc của Bon thì này, nó tạo kiểu này, mình ấn xuống mà nó vẫn cứ tiếp tục nó giữ được cái form, nó không có bị bẹp xuống, đúng không? Và cái phần size part ở cái phần này của Bon thì vuốt xuống một cái là lập tức nó vào nếp ngay. Và nếu như mọi người muốn, mọi người có thể gạt thêm một chút xíu nữa, nó sẽ lập tức vào nếp này, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp vào nếp luôn. Quan trọng là anh nghĩ là cái chất lượng sản phẩm thì anh thấy là với cái giá thành rất là sinh viên, rất là bình dân, và mọi người có thể dễ dàng kiếm được ở bất kỳ cái cửa hàng tiện ích nào, cái siêu thị nào, cũng như là trang thương mại điện tử nào, mọi người có thể dễ dàng tìm được và có thể mua được. Nó không khó như trước đây là có những cái sắp tóc mà với chất lượng như thế này mọi người sẽ phải order ở nước ngoài về, mọi người sẽ phải nhờ người kia mua, và nhiều khi hàng giải hạn anh không biết được, đúng không? Thì trong khi đó với chất lượng tương đương, bao bì cũng rất là đẹp, rất là cá tính, rất là nam tính như thế này thì mình hoàn toàn có thể mua được ở mọi nơi đó. Thì Linh cảm thấy là lần này X-Men cho ra mắt cái dòng sản phẩm này thực sự là một cái bước tiến khá là thú vị trong cái dòng sản phẩm gọi là Salon Solution, tức là họ đã không chỉ đơn giản là một cái sát tóc đơn giản, đơn thuần nữa, mà nó đã có nhiều cái phiên bản hơn, phù hợp và cao cấp hơn rất là nhiều. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cả một màn thử thách, đó là sẽ thử thách Bon bịt mắt và tạo kiểu tóc. Vừa rồi thì Bon đã vuốt một cái tóc rất là cơ bản rồi, thì để xem là bây giờ bịt mắt thì Bon có thể tạo được một kiểu tóc nào ấn tượng hơn hay không nha, với sản phẩm Clay Wax này. Ok, rồi bây giờ Bon bịt mắt đi. Trông hơi bị... em tưởng bộ nhà không tí không ăn da nha mọi người. Rồi bây giờ như mọi người thấy, tóc của Bon đang ở cái kiểu là cơ bản nhất, đó là vuốt một bên này xuống và hất cái này bên này sang bên tay phải. Bây giờ để xem là sau khi mà sử dụng clay wax này một lần nữa thì Bon sẽ tạo được kiểu như thế nào nha. Rồi dạ. Bon tự cầm đi. Rồi bây giờ Linh sẽ đếm giờ là xem là Bon có thể tạo kiểu tóc trong vòng bao nhiêu giây. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. 1, 2, 3. Em phải tạo một kiểu mới lạ nha, không tính kiểu cũ nha. Em đang nghĩ đợi em nói mọi người biết em định làm kiểu đầu gì không? Em làm nó sẽ hơi đổ về phía trước một chút. Rồi Bon đang xoắn tóc mọi người ạ, để đẩy tóc về phía trước thành cái mũi, đúng không? Em cần thêm quá. Em cần thêm quá ở đây. Anh cứ để em tự lấy rồi. Đã 40 giây nha. Không biết là trong vòng 1 phút có kịp không? 45 giây. 48 giây. Không biết. 55 giây. Rồi, ping pong hết giờ, không có nữa. Rồi. Rồi để cho mọi người coi gần tạch kiểu tóc của Bon. Bây giờ em mở bị mắt ra đi. Trời mất quá. Rồi đây là kiểu tóc Spilip Bon, có một cộng này chưa vào nếp. Cho em thêm vài giây để em chỉnh sửa lại. Đó, thì hôm nay rất là vui đã có Bon ở đây cùng với Linh để có thể cùng nhau review và unbox, chia sẻ cho mọi người toàn bộ những cái ba sản phẩm này. Cuối cùng thì có lẽ Linh sẽ mở cái lọ cho mọi người coi, bởi vì lọ này thì có khả năng giữ tóc đến 8 tiếng, tuy nhiên là độ bóng thì có một chút xíu độ bóng, thế nên là nó sẽ phù hợp với bạn nào mà tóc dài, thích tại những cái kiểu đầu như lãng tử một chút xíu, có thể dễ ngôi này, hoặc là kiểu tóc là side part nhưng mà tóc dài, đúng không? Đó, thì như mọi người thấy là nó màu xanh nhạt, nó trong suốt này, và nó rất là dễ, nó rất là nhẹ nhẹ này, hơi có độ bóng nhẹ mọi người không? Đó, nó sẽ phù hợp với cả mùi này thì mát hơn, đúng không? Mùi có vẻ giống nước hoa của nước hoa, nó mát hơn rất là nhiều mọi người ạ. Đó thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà tóc dài này, bạn nào mà muốn tạo kiểu và tóc của mình nó vẫn có độ bồng bềnh mà nó lại có một chút xíu thì lại ướt át một chút xíu rất là lãng tử, thì sẽ phù hợp với cả dòng sản phẩm matte pomade này. Đó thì ba sản phẩm này sẽ phù hợp với rất nhiều kiểu tóc, cũng như là phù hợp với cả nhiều cái tình trạng da đầu của mọi người. Chính vì vậy bạn nào mà muốn tư vấn thì có thể comment phía dưới cho Linh và Bon để Linh và Bon có thể trả lời cho mọi người, cũng như là mọi người muốn mua hàng thì Linh sẽ để link của Shopee phía dưới, mọi người có thể dễ dàng tìm được và mua hàng nhé.